Rồi cô nói lại cái bài Mai Lan Hương trang số 11 này nha, bài tập viết lại câu. Thì nhớ để ý cho cô cái câu số 1, 2, 4 khi đi thi là mình để ý nè. Chủ ngữ là một người, he, she, it nè. Động từ mình thêm s vô. Elizabeth enjoys. Thêm s. Chủ ngữ là he, câu số 2, chủ ngữ he, she, it, động từ thêm s, he needs. Câu số 3, Calvin lies. Một người, chủ ngữ là he nè, động từ lies thêm s. Rồi phân tích lại cái câu số 1 ha. Elizabeth enjoys. Chữ listen này mình biến thành listening là tại vì enjoy cộng verb in. Như vậy câu này là Elizabeth enjoys listening to Vietnamese folk songs melodies. Elizabeth thích nghe những giai điệu của những cái bản nhạc folk, bản nhạc vùng quê, bản nhạc miền quê của Việt Nam. Câu số 2, mình ở đây chữ by, người ta cho by nhưng mình phải biến thành to by bởi vì mình có công thức need cộng to verb 1. Như vậy là he needs to buy some tools. Anh ta cần mua một vài dụng cụ để mà sửa chữa cái căn nhà của con cún à. Để sửa chữa thì cô nói đây phải dùng to. Tại vì to verb 1 dịch là để ha. The dog's house this weekend. Để sửa chữa căn nhà của con cún vào cuối tuần này. Vậy nói lại cái to mình thêm ngay chỗ by là bởi vì mình có công thức need cộng to verb 1. Còn cái to verb 1 này là mình dịch là để, anh ta cần mua vài dụng cụ để sửa chữa căn nhà. Câu số 4 nói trước. Calvin likes reading books. Calvin thích đọc sách. Như vậy tại sao đây là người ta cho read mà mình phải biến thành reading? Bởi vì like cộng verb in. And he does not often surf the internet. Và anh ta không thường xuyên lướt internet. Như vậy không thường xuyên lướt internet là thói quen. Thói quen thì sử dụng động từ cột 1 và phủ định của động từ cột 1 thì phải là do does not often. Chứ không phải phủ định của động từ cột 1 là am is nha. Tương tự câu số 7 trước ha. Tôi không ngại việc làm bài tập về nhà, nhưng tôi không thích làm nhiều đâu. Như vậy mình có might này đang là động từ cột 1 nè. Phủ định là dùng do does, cho nên I do not mind, tôi không ngại cái việc. Sau might cộng với verb in, hôm trước cô có nói rồi ha. Doing homework, but I do not like, nhưng tôi không thích. Thích đang là động từ cột 1, phủ định dùng do does, như vậy là I do not like. Sau like lại cộng với verb in nữa, cho nên I do not like having lots of it. Câu số 3. Chơi game online có cả ảnh hưởng tiêu tích cực lẫn ảnh hưởng tiêu cực, mình có cấu trúc both and, cả cái này lẫn cái kia. Đồng thời nhớ cho cô, chủ ngữ trong câu thì nó phải làm verb in nó mới làm chủ ngữ, chứ verb 1 không làm chủ ngữ trong câu được nha. Cái việc chơi game online, như vậy cái việc chơi này có một việc là verb, khi mà verb in làm chủ ngữ thì động từ chia ở số ít, chơi có một việc thôi mà, cho nên phải dùng has, động từ chia số ít. Tương tự như câu này, making crafts làm thủ công. Như vậy verb in mới có thể làm chủ ngữ trong câu được, nên make mình phải biến thành making. Và khi verb in làm chủ ngữ trong câu thì động từ phải chia số ít, tức là phải có s nè. Making crafts helps me improve my patience and carefulness. Ở đây có chữ and nữa nha. Làm thủ công giúp tôi cải thiện cái tính kiên nhẫn và cái tính cẩn thận của tôi. Như vậy ở đây mình có công thức help cộng túc từ cộng verb 1, cho nên mình viết lại chữ improve. Nhưng mình cũng có công thức help cộng túc từ cộng to verb 1, nên ở đây mình có thể thêm to vô nữa. Câu số 6, mình dịch nghĩa thì mình sẽ thấy chủ ngữ chính là hobbies, động từ chính là be là are. Những sở thích chẳng hạn như chơi thể thao hoặc là học tập thể dục thì tốt. Như vậy ở đây số nhiều, những sở thích hobbies là số nhiều nên động từ phải là are. Ở giữa là such, sau cái such này nó là danh từ hoặc là verb in ha con ha. Such as playing sports or doing exercise. Câu
Số 5. Mình có tại sao không á, học thuộc câu này why don't you? Tại sao bạn không? Thì mình cũng thấy nó khớp với nãy cô nói là động từ cột 1 phủ định thì phải dùng do does. Như vậy là why don't you turn off? Tại sao bạn không tắt the TV, cái TV, and go out for some fresh air, và đi ra ngoài cho, tức là đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Hiểu chưa cả lớp thân mến?